Chào đón tất cả quý vị đã cùng quay trở lại với kênh Thời sự Nhanh. Như vậy là một ngày mới lại bắt đầu. Hãy cùng ban biên tập kênh Thời sự Nhanh dành ra khoảng thời gian đầu ngày để có thể kịp thời cùng cập nhật những thông tin nổi bật cùng với Thời sự Nhanh quý vị nhé. Và ngay bây giờ sẽ là những thông tin đáng chú ý được truyền tải. Mời quý vị cùng theo dõi. Vụ chuyến bay giải cứu bắt thêm một giám đốc tội đưa hối lộ. Thưa quý vị, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đã khởi tố bắt tạm giam đối với bị can Trần Tiến trong vụ án đưa hối lộ, nhận hối lộ, môi giới hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thành công vụ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Bộ Ngoại giao, Hà Nội và các tỉnh, thành phố. Mở rộng điều tra vụ án đưa hối lộ, nhận hối lộ, môi giới hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thành công vụ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Bộ Ngoại giao, Hà Nội và các tỉnh, thành phố, ngày 21 tháng 3, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với Trần Tiến, sinh năm 1981, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại và Du lịch Phi trường về tội đưa hối lộ, quy định tại Điều 364 Bộ Luật Hình sự. Sau khi Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao phê chuẩn, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đã thực hiện tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam, khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với bị can Trần Tiến. Hiện Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Những điều sai lầm trong vụ 4 tiếp viên hàng không. Thưa quý vị, vụ 4 tiếp viên xách 11,4 kg ma túy và thuốc lắc giấu trong 86 tuyếp kem đánh răng có rất nhiều thông tin bị hiểu sai. Cái sai đầu tiên là rất nhiều người thông tin rằng 11,4 kg nghi là thuốc lắc và ma túy, thuốc lắc không phải ma túy, trong khi chưa có xác nhận chính thức là loại gì và con số cụ thể thì có thể thông tin rằng 11,4 kg ma túy tổng hợp loại amphetamine và methamphetamine, trong đó dạng viên là amphetamine, tức thuốc lắc, một loại ecstasy, dạng bột là methamphetamine, dân chơi gọi là hàng đá. Hàng về sau này đã được xác định là ketamine, cùng là ma túy nhưng về giá thì khác nhau một trời một vực, bán lẻ cho dân chơi các loại amphetamine, đóng khuôn thành thuốc lắc, nhãn mác khác nhau như Queen, King, Ruby, Casi, Max, Acapulit, Vulcano, Ice, Crystal. Giá dao động từ 150 đến 700.000 đồng trên viên 500mg, tùy loại, tùy thời điểm, tùy chỗ bán. Trong ma túy dòng methamphetamine, độ kích thích mạnh gấp hàng chục lần heroin. Ketamine, loại vừa bị bắt là đầu bảng rất đắt, dạng lỏng trước Covid-19 bán xỉ đã lên đến 1,2 đến 2 tỷ đồng trên kg, dạng tinh thể bột như vụ mới bắt, bán lẻ liều chơi một lần cho một con nghiện cũng phải từ 2 đến 4 triệu đồng trên người, khoảng 25 đến 50 mg. Nhìn cái giá như thế đủ thấy nó lời một cách khủng khiếp như thế nào và cũng đủ hiểu nó có thể hủy hoại biết bao con người. Thế nhưng lại có một nhóm người tỏ ra thương hoa tiếc ngọc, tìm đủ cách bao biện cho các em tiếp viên kiêm cứu vạn, vin vào con số 10 triệu tiền công như tự khai. Họ gào lên rằng các em dại dột bán tương lai bằng cái giá quá bèo, do đó khả năng các em bị lừa là rất cao, bởi chẳng ai biết chết mà bán tương lai rẻ thế. Trên thị trường, các loại kem đánh răng nhãn Pháp bán nhan nhản, cao lắm chỉ chừng 100.000 đồng trên ống. Kem Colgate, một trong những loại sách dùm chỉ 55.000 đồng. Cứ coi là bán hết với giá cắt cổ, cả 86 ống kem kia chỉ cao lắm thu được 4-5 triệu đồng. Vậy nhưng bỏ ra 10 triệu đồng để nhờ sách hộ một lô hàng 5 triệu. Mà không chỉ một, cả 4 tiếp viên được đào tạo bài bản, có người đã 37 tuổi, há lại không nhận ra sự vô lý bé mọn ấy. Cũng có người nói sách dùm người quen, người thân nên không nghi, trong khi chính các tiếp viên khai là người lạ không biết ở đâu. Nếu là người quen lừa họ, họ khai ngay ra rồi, tội gì bao che cho đứa lừa mình vô chỗ chết. Lại có một thuyết âm mưu cho rằng vụ này có nhiều uẩn khúc, chắc bị gài. Việt Nam giáp danh khu vực tam giác vàng, cái nôi của ma túy, trung tâm ma túy hàng đầu thế giới. Bình thường Việt Nam là địa bàn trung chuyển, ma túy từ Việt Nam tỏa đi các nước mới đúng. Nhưng trong vụ này, ma túy lại thẩm lậu ngược về Việt Nam. Vậy lời lãi đâu ra? Lập luận thẩm thấu ngược này, nếu có đúng thì chỉ đúng với trường hợp heroin. Ma túy tam giác vàng là ma túy có gốc tự nhiên, chế từ thuốc phiện thành morphine. Thương phẩm buôn lậu nay chỉ là heroin, ma túy bị bắt là ma túy tổng hợp, amphetamine và methamphetamine.
Những thứ này ở đâu cũng chế được. Từ thập niên 1970, khu vực Tam Giác Vàng cũng chế rất nhiều. Nhưng khu vực cảng Marseille mới là vô địch, sang hồ Pháp mới là nguồn cung mạnh nhất. Và lại, như đã nói, là ma túy tổng hợp, tiền chất amphetamine có trong thuốc trị cúm flu thì có thể có ở khắp nơi. Tùy trình độ của các hóa công, công nghệ chưng cất, chất lượng thuốc, độ tinh khiết, độ phê, độ nguy hiểm sẽ khác nhau. Do đó, không có cơ sở quy trình nào cho lý thuyết thẩm lậu ngược đối với ma túy tổng hợp cả. Không xuất phát từ gốc thực vật thì không có vùng nguyên liệu mà châu Á hay châu Phi là vùng chiếm ưu thế giống như Nam Mỹ với các đồn điền trồng coca. Tóm lại, như thông báo công khai của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh trong buổi họp báo chiều ngày 17 tháng 3, vụ này không ngẫu nhiên phát hiện sau khi soi chiếu. Nó là kết quả của một chuyên án, theo dõi cả một đường dây từ nhiều tháng trước. Hải quan không tự làm một mình, mà ngay khâu kiểm tra đã có sẵn cả các cơ quan chức năng khác phối hợp, đủ ban bệ. Tất nhiên, khi kết thúc chuyên án, những góc khuất sẽ được đưa ra ánh sáng. Thế nhưng, trước khi có kết quả, mọi giả định đồn thổi kích bác, tấn công vào chính quyền hay cơ quan chức năng đều là vô căn cứ và có khi phải trả giá bằng pháp luật. Tranh luận về thời điểm xác định thiệt hại do hành vi phạm tội có vụ án trên 1.600 tỷ đồng. Thưa quý vị, tại phiên chất vấn Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình vừa qua, đại biểu Nguyễn Thị Kim Thúy, đoàn đại biểu Quốc hội Đà Nẵng nêu 3 vấn đề liên quan đến tài sản nhà nước trong các bản án. Đầu tiên là việc xác định thiệt hại do hành vi phạm tội gây ra dựa vào giá trị tài sản thời điểm phạm tội hay tại thời điểm khởi tố. Thứ hai là vì sao tòa xử nơi thì căn cứ giá trị tài sản tại thời điểm bị cáo thực hiện hành vi phạm tội, nơi thì căn cứ giá trị tài sản tại thời điểm khởi tố để xác định trách nhiệm hình sự của bị cáo. Để xảy ra tình trạng bất nhất như vậy, trách nhiệm của chánh án như thế nào, giải pháp tới là gì? Đại biểu Thúy đặt câu hỏi. Đồng thời, nữ đại biểu đang là phó chủ nhiệm Ủy ban xã hội cũng chuyển câu hỏi đến Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao. Theo chánh án, hành vi, mục đích, ngày giờ thì ở cùng một thời điểm, riêng hậu quả tính ở thời điểm khác là không khoa học. Bởi vì năm nay phát hiện và khởi tố thì giá là 100 tỷ, nhưng năm ngoái mà phát hiện chỉ 50 tỷ, nhưng sang năm mới phát hiện thì sẽ là 200 tỷ. Ông Bình ví dụ, việc xác định hậu quả ở một thời điểm tùy nghi như vậy là không công bằng về mặt khoa học, cho nên phải xác định ở cùng một thời điểm, chánh án nêu rõ. Cũng theo ông Bình, trước đây có nhận thức, ví dụ ở thời điểm vi phạm về dự án thì chỉ có 100 tỷ thôi, song đến bây giờ giá đất lên 200 tỷ mà xác định vụ án chỉ có 100 tỷ theo đúng quy định. Như vậy, quy mô vụ án giảm đi so với giá hiện hành. Chánh án cho biết Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng đã ra một quyết định hướng dẫn là từ nay trở đi tất cả các vụ án đều được xác định ở thời điểm khởi tố. Tuy nhiên, về xác định tài sản thì phải thu toàn bộ giá trị hiện hành dự án đó. Nếu 100 tỷ thì thu 100 tỷ, nếu 300 tỷ ở thời điểm thi hành án thì thu toàn bộ lô đất đó, chứ không thu giá trị 100 tỷ. Như vậy, tài sản nhà nước cũng không bị thất thoát. Kiểm tra lại vụ án có mức chênh lệch 1.600 tỷ đồng tranh luận sau đó, đại biểu Nguyễn Thị Kim Thúy nhắc lại câu hỏi về phần trách nhiệm của chánh án vì thấy chưa đề cập. Nói về thời điểm thực hiện hành vi phạm tội, bà Thúy cho biết bà có rất nhiều bản án trong tay và nêu hai bản án để lấy ví dụ. Thứ nhất, bản án hình sự phúc thẩm 158 ngày 15 tháng 5 năm 2020 liên quan đến 3 tài sản đất đai nhà nước tính theo giá đất tại thời điểm khởi tố. Thứ hai, bản án hình sự phúc thẩm ngày 29 tháng 11 năm 2021, khu đất 812 Lê Duẩn, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh xác định thiệt hại tại thời điểm các bị cáo phạm tội. Ở đây thời điểm khởi tố là 1.927 tỷ đồng, nhưng nếu tại thời điểm phạm tội thì chỉ có 252 tỷ đồng, chênh lệch trên 1.600 tỷ đồng. Bà Thúy cho hay, về vụ án này, bà Thúy muốn nhấn mạnh, sau khi có quyết định Giám đốc thẩm số 14 ngày 5 tháng 12 năm 2019 của Tòa án Nhân dân tối cao do chính chánh án ký, bà Thúy chất vấn chánh án có kháng nghị bản án để xử đúng với quy định của pháp luật không? Trả lời sau đó, chánh án Nguyễn Hòa Bình cho biết về vụ án cụ thể, ông sẽ kiểm tra lại, nhưng về trách nhiệm của chánh án, ông khẳng định đã trả lời. Khi có những bản án khác nhau như thế này trong một thời gian từ trước năm 2022, Ban Chỉ đạo Trung ương phòng chống tham nhũng giao cho Hội đồng Thẩm phán có một nghị quyết hướng dẫn thì tôi đã ra nghị quyết này và từ đấy đến nay tất cả các vụ án xét xử ở thời điểm xảy ra sự kiện phạm tội.